Bây giờ chắc là kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, và ngoài đường pit và Công Thành sẽ ra sân để làm một thử thách bóng đá nhỏ nhỏ. Ok, let's go. Ok rồi, bây giờ thì mình và Công Thành đã có mặt ở sân Chảo Lửa, và hôm nay thì mình sẽ làm một thử thách. Bây giờ thì mình và Công Thành sẽ tổ chức một cái thử thách nhỏ nhỏ thôi, là sút xà ngang chẳng hạn. Đây là cầu thủ chuyên nghiệp, còn mình là cầu thủ siêu nghiệp dư luôn, cho nên là xác suất là mình giành chiến thắng là rất là khó, mà mình còn lâu lâu mới đá banh nữa. May mắn với anh đá xà là may mắn. Đá xà đâu, đúng không? À, nhưng mà anh thấy tụi em luyện cái này dữ lắm, không có may mắn được. Tốn tiền nước chắc vài triệu anh. Em chung hoài đó. Ok, nhưng mà bây giờ sút từ khoảng cách nào? Đây hả? Đây chứ. Em thấy đây là ok chứ nè. Đây là vừa. Thử nha. Chứ anh Dũng mạnh quá. Trời ơi. Vậy là anh Dũng rồi phải không? Vậy là anh Dũng rồi phải không? Ơi. Quá dữ luôn. Bây giờ luật sút sao ta? Thành là chân người hay sao? Chơi nhiều nhất thì Thành sẽ ra luật chơi. Bây giờ anh em mình mỗi người đá năm trái. Ừ. Mình đá xen kẽ với nhau. Ừ. Ai trúng nhiều nhất thì nó thắng. Rồi. Vậy thôi. Bây giờ thắng là gì? Giải thưởng quan trọng là cái gì? Chầu cà phê hay là cái gì đó? À, chầu đi ăn. Rồi đi ăn, ok. Rồi bây giờ thì ngoài đường pit sẽ là người sút trước, sau đó đến Công Thành năm trái, cứ xen kẽ. Chiến thấy Công Thành phải không? Em sẽ xuống làm bóng cho anh. Rồi ok. Trời ơi. Được quá ta. Áp lực chưa? Bây giờ sẽ đến cầu thủ Công Thành. Rồi. Nhường nha, không chơi nhường nha. Không có nhường anh. Không có nhường anh. Đúng rồi. Rồi đến lượt sút thứ hai của ngoài đường pit nha. Gãy. Cái này chắc, có hát hay gì nè? Chắc là do may mắn thôi mọi người. Cái này không có gì đâu. Game hay gì á. Lực xuất anh. Rồi, 2-0. Cái này có hát game. Trời ơi, mọi người ơi, tin được không? Hồi nãy đừng có thử rồi, thử kia. Trái này mà nữa là coi như thắng luôn rồi nè. Chưa. Tự nhiên thấy hưng phấn lạ luôn. Thôi nhanh dỗm được rồi, nhanh dỗm hai trái rồi, nhanh dỗm. Ai? Không thành công rồi, bây giờ đến Công Thành. Công nhận mặc đồ này đá hên nè. Biết nãy em chọn một cam được rồi. Tỷ số vẫn đang là 2-0, lượt sút thứ ba ở Công Thành. Trời ơi. Vậy là bây giờ Công Thành rất là áp lực. Nếu mà ngoài đường pit đá vô chúng xà ngang lần này là thắng luôn. Lại được không? Còn nếu mà không á thì Công Thành còn phải hát tút chúng xà ngang nữa. Anh rất là áp lực. Mình quay lại được không anh? Không chơi quay lại, lỡ cá rồi, xong rồi. Rồi. Trời ơi, tâm lý tự tin hẳn á. Ây à. Không thành công. Lực sút thứ tư của Công Thành. Quyết định á phải vô đó, không là thua đó. Rồi, xong nha. Hình như anh Dũng hát game hay sao á. Quá hay. Hình như anh Dũng này có hát game hay sao anh? Hát đâu. Hên á, tự nhiên may mắn suốt hai lần trúng xà mà mép dưới xà nữa. Cái này có giới thiệu không anh? Cái này giới thiệu cho em quá. Bia cái gì? Đâu có đâu, trời ơi. Anh em cùng nhau làm ăn khấm khá thì mới được chứ, đúng không? Ok anh. Ok em, cảm ơn em nhiều.